Vâng, thì cái điều mà chúng ta thấy rằng là cái cộng đồng Việt Nam thì thưa thưa bác vẫn cái đề tài mà gọi là đi về Việt Nam ở đó. Thật sự rằng là mình ở đâu, thứ nhất mình quen đó là cái là điều thứ nhất. Thứ hai, bây giờ cái tuổi già của bác về đó, là bây giờ hầu hết tất cả những cái bảo hiểm sức khỏe của Mỹ bây giờ đối với người già hoặc là những người mà đưa tới tuổi mà lãnh cái tiền thất nghiệp, quên ra tiền tiền về hưu, hoặc được hưởng tiền mà gọi là tiền quy chế tiền già, thì những cái bảo hiểm đó nó bây giờ nó bỏ, nó không có cái là trả nếu mà mình đi ngoại quốc mà mình Quá một tháng không, bây giờ không à? cần quá một tháng nữa. Bây giờ chỉ có một cái bảo hiểm duy nhất là cái Central Health là nó vẫn còn. Còn hầu hết tất là Cao Optima, tất cả những bảo hiểm khác nó đều bỏ hết. Hồi xưa nó trả cho, có hãng này trả cho 25 ngàn hoặc là 50 ngàn. Còn hoặc là bác có cái, bác mua cái bảo hiểm tư. Đấy, bảo hiểm tư thì họ sẽ trả cho mình. Thí dụ như anh Nguyễn Thế Phượng thì bảo vợ anh hãy còn đi làm nhà băng. Thì nhà băng nó có bảo hiểm thì bạn chỉ mua cái bảo hiểm cho ông Nguyễn Thế Phượng. Thì ông Phượng ông nằm nhà nhà thương ở trong Việt Nam thì cái bảo hiểm ở bên Mỹ nó sẽ trả cho. Nhưng mà với điều kiện thì mình đi ra nước ngoài mình phải trả tiền trước. Xong rồi mình mới mang về Mỹ, mang cái hóa đơn biên lai cái gì đó mình mới đưa cho hãng bảo hiểm. Mà những cái hãng bảo hiểm nó thường thường nó không phải trả cho tất cả 100%, nó bắt trả cho mình một cái nó gọi là deductible, tức là mình phải trả một phần nào trước, thí dụ như là 5 ngàn đấy, hoặc là 10 ngàn tùy theo mỗi cái bảo hiểm, còn phần còn lại nó sẽ lo. Nhưng mà vấn đề bảo hiểm thì Việt Nam, ở nhà thương Việt Nam thì nó cũng không có đắt. Anh bạn tôi đi về đó mổ tim làm bypass luôn, 5 cái ban hết có 10 ngàn, 10 ngàn đô la. Mà bác biết ở bên Mỹ này là cỡ khoảng chừng vài trăm ngàn đi chơi, cả nửa triệu bạc luôn. Thế nhưng mà ở bên Việt Nam có 10 ngàn. Nhưng mà vấn đề chúng tôi đặt ra đây là tại vì khi chúng tôi có cái bảo hiểm ở bên này, dù sao thì nó cũng tốt hơn cái bảo hiểm ở Việt Nam. Có thể rằng khi mà về Việt Nam chúng tôi sẽ mua bảo hiểm nếu mà về Việt Nam sống. Thế nhưng mà đây, bây giờ con cái mình ở đây, tự nhiên mình về bên đó, mình không còn ai nữa, họ hàng này kia, anh em thì kiến giả nhất phận, thấy không? Người nào nó có cũng có gia đình, cũng có chuyện lo, thì mình cũng phải đi kiếm một căn hộ mình ở, rồi mình cũng lại trở thành những người cô đơn suốt ngày, giống như ở đây mấy ông đây giống như anh đại ca chắc cả đao nói đó. Lý do là tại vì họ ở nhà nhà họ cô đơn quá, thành ra họ cứ chất sách báo lên trên xe đi ra ngoài, đậu xe ngoài. Thì chúng tôi về Việt Nam chúng tôi cũng sẽ trở thành những cái hiện tượng giống như vậy đấy. Cũng lại chất sách báo lên hoặc là wifi rồi cái là chạy đi lên trên xe rồi ngồi ở ngoài đường hay là các cái. Ở mấy ở Việt Nam thì vui hơn. Tại vì đó là chỗ nào mình cũng nhìn thấy Việt Nam. Còn ở Mỹ này đó mình phải đi tìm ở những khu vực mà có Việt Nam, như là cà phê Factory hay là Cotton Dore hoặc là cả Lee Sandwich hay là cả Tip Top Sandwich chẳng hạn đấy. Thì đó là những cái mà chúng tôi quan tâm nhiều nhất, là vấn đề mình trở về Việt Nam bây giờ mình sẽ trở thành một người cô đơn đấy. Thứ hai là nó trở về Việt Nam vấn đề sức khỏe của mình không được bảo đảm như là bên này. Mặc dù bây giờ chúng tôi không có lãnh tiền trợ cấp, chúng tôi lãnh tiền hưu, muốn ở bao lâu ở 6 tháng, gia hạn lên ở thêm 6 tháng. Chỉ trừ những người mà lãnh tiền mà gọi là trợ cấp thì bắt buộc phải là 28 ngày là phải trở ra. Thí dụ như là ông Võ Đông Cung chẳng hạn đấy, là ông đi đâu thì đi nhưng mà cái là ông phải ra trước 28 ngày. Nguyễn Ngọc Lập cũng vậy, cũng phải đi ra trước 28 ngày đấy. Thế còn thì làm sao mà về ở được? Đó là những cái điều mà hôm nọ chúng tôi quên nói đấy. Là cái vấn đề là rất là khó khăn cho những người mà đi về Việt Nam ở. Okay. Còn những người mà gọi là ghen ăn tức ở, nói là mày thích Việt Cộng hay mày ca tụng Việt Cộng thì về Việt Nam ở, cái chuyện đó tôi thấy nó khôi hài. Bởi vì nếu mình đã yêu nước thì mình ở đâu mình cũng yêu nước được, chứ không nhất thiết phải ở Việt Nam mới yêu nước Việt Nam. Những người ví dụ như con rể ông Nguyễn Tấn Dũng bây giờ ông ở bên Mỹ thì nó có yêu nước Việt Nam không?
hay là nó yêu nước Mỹ, quý vị hỏi thử coi đấy. Đâu có phải là mình ở Mỹ rồi cái mình không phục vụ được Việt Nam, nhiều khi mình ở Mỹ mình còn phục vụ Việt Nam nhiều hơn là mình ở Việt Nam đó. Thì bác coi cái nửa vòng trái đất nó phỏng vấn em thì bác thấy đáp ngoài cái vấn đề mà trả lại cái vấn đề mà về Việt Nam ở tôi thấy rằng thì là anh nắm anh dẫn chứng tất cả những hội đoàn, tất cả những biến chuyển của cái cộng đồng Việt Nam hải ngoại từ trước đến nay, hội đồng ra thế nào, những bước đi của họ thế nào, và tại sao anh bị thù, đúng không ạ? Tại sao anh bị thù, và quả tình là một cái thái độ mà nó mang một cái tính cách nó tiêu cực hay là nó tiểu nhân đó. Tức là nó tẩy chay những người thân với mình, đúng rồi. Nó tẩy chay với những người thân với mình. Nhưng mà tại sao những các cái người đó là nó lại tẩy chay những tại sao nó lại làm việc đó? Là bởi vì rằng nó bị đầu độc, nó bị đầu độc hai mươi mấy năm, 30-40 năm qua nó bị đầu độc. Tất cả những ngay cả anh Cung Củ Đậu hay là tất cả những người này người kia đó, nó nói một cái hình ảnh quá xấu, một cái đàn áp, nghĩa là cộng sản, nó nghĩa là nó đàn áp dân chúng và nó hèn với giặc, nó ác với dân, vân vân. Do đó mà mình mới thấy rằng thì là bây giờ mà mình nói một cái sự thật thì nó không tin. Do đó vừa rồi mà anh mới nói, anh mới đưa lên cái KBC hải ngoại của anh là cái sự thật về quan hệ Việt Trung 30 năm qua. Tức là nhà cầm quyền Việt Nam họ biết cái đó quá rồi, đúng không ạ? Và kể cả cái cuộc chiến biên giới đó 1979 vâng, vân vân, nghĩa là nhà cầm quyền Việt Nam hầm ở trong ruột lắm. Nhưng mà biết rằng thì là không thể mà tự dưng mang thân của mình, mình ở ngay bên cạnh thành Trung Quốc mà mang thân của mình thành ra một cái thứ đối đầu đối với Trung Quốc, đối đầu với Trung Quốc mà trong cái quá trình bây giờ làm sao mình dọn khỏi nước Việt Nam, cái hình chữ S thì sao dọn khỏi bên dọn ra biển khỏi thằng Trung Quốc, và làm sao mà thằng Trung Quốc nó không là thằng Trung Quốc, nó phải có tham vọng. Thành ra mình mới thấy rằng thì là hàng ngày, bây giờ ngày sáng hôm nay thì là nó nói rằng thì là người Mỹ đã đưa hai cái hàng không, đưa hai cái tàu chiến đi vào 12 hải lý vân vân, vùng 12 hải lý. Dạo trước còn một cái, bây giờ hai cái, và Trung Quốc nó đuổi ra. Trung Quốc nó cho máy bay, không biết nó nghĩa là nó gần như là nó nói rằng thì là tại vì hai cái tàu nó tới gần đảo Hoàng Sa. Vâng, thế thì và mấy người này đó, mấy cái người ở hải ngoại này mới cứ nói chuyện rằng thì là bây giờ là phải nghiêng về phía Mỹ bây giờ. Tôi bảo tôi vẫn cứ trở về cái mà Tập Cận Bình gặp Obama đó ở Palm Springs đó, thì họ đã nói rằng Biển Đông rộng, chỗ lắm, đủ chỗ cho hai chúng ta. Tức là thằng Trung Quốc với thằng Mỹ, thằng Trung Quốc bây giờ nó cố vươn lên để đứng bên cạnh người Mỹ trong cái đó đó, và cả hai nước nó đều tương nhượng với nhau, nó đều người Mỹ có đi vào đây một tí để mà cho là mình có mặt một chút thế thôi, nào mà chứ còn thì làm sao mà người Mỹ mà gây chiến với Trung Cộng để mà giúp cái nước Việt Nam để mà lại dựng lại cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Không bao giờ mới lại thằng Mỹ là nó chuyên môn nó âm mưu với thằng Trung Quốc là lúc nào nó cũng muốn tạo một cái sự mà mâu thuẫn ở trong cái khu vực đó để cho hai anh nó có cớ nó chạy qua chạy lại với nhau.
Thì bác thấy rằng thật sự rằng nhà nước Việt Nam rất là hay ở chỗ này. Bác nhớ là năm cái cuộc chiến tranh 79-80 đó, Nga đã mượn cái hải cảng Cam Ranh với hình thức là thuê 15 năm. Anh Việt Cộng anh khôn lắm. Anh không bao giờ anh cho thuê như kiểu mà cho thuê Hồng Kông 50 năm hay là 100 năm. Đấy, anh chỉ cho thuê 15 năm này. Không cho bao giờ mà bắn đứt hoặc cho thuê đứt, cho thuê 15 năm. Thì tức là nó, cái hải cảng đó, đó, Nga lấy cớ để mang vũ khí giúp cho Việt Nam 400 chiếc xe tăng xuống hải cảng Cam Ranh và Hải Phòng để mà đưa lên trên trận chiến Việt Trung. Thế giờ chưa kể là máy bay rồi BM-21 này, cái đủ nhiều thứ lắm. Thì tới 15 năm, tới năm 1995 thì là hết hạn. Việt Nam không gia hạn. Tại sao mà Nga xô và là một người bạn tốt với Việt Nam mà Việt Nam không gia hạn? Là tại vì anh Mỹ, anh ấy nhỉ tai rồi. Này, mày không cho cái thằng Nga xô á mướn hải cảng Cam Ranh cái nữa ấy, thì tao sẽ bỏ cấm vận. Và ta sẽ tái lập băng giao. Với Việt Nam rất là khôn. Chơi được tất cả những anh là đánh cờ trên thế giới, ở các anh đánh cờ, okay. Nhưng mà tôi là người đứng gà cờ. Cờ ngoài bài trong, chúng tôi không được đánh cờ chứ chúng tôi đứng ở ngoài, chúng tôi nhìn con cờ đi nó dễ hơn. Đấy, thành ra Việt Nam tại sao mà 95 Việt thằng Mỹ nó Bill Clinton nó hủy bỏ cấm vận. Tới năm 97 là tái lập băng giao. Việt Nam dạy gì mà để cho anh Nga Xô anh được mướn Cam Ranh 20 năm hay là 50 năm? Không. Làm như vậy ở mình ở cái thế anh nào cũng muốn, nghĩa là chiều chuộng mình hết, anh nào cũng muốn ve vãn mình. Và vô hình chung bây giờ là Việt Nam vũ khí gì cũng có hết, kể cả tàu ngầm Kilo của Nga, kể cả máy bay của Mỹ. Sắp sửa đây nữa là hôm nọ anh Phạm Quang Vinh, ngày hôm kia tuần trước tới coi như là một hình thức là chào tạm biệt, anh chấm dứt nhiệm vụ đại sứ của anh ở bên Mỹ này. Nhưng mà anh Mattis là bộ trưởng quốc phòng mới của Mỹ, mắc mớ thì dẫn anh Phạm Quang Vinh đi vào đây thăm một cái bộ quốc phòng của Mỹ trước khi ông đi về. Đây rõ ràng đây là có một những sự trao đổi. Cái nhiệm vụ của ông đại sứ là như vậy. Ông đại sứ thành ra đó, ở trong nước có nhiều người họ rất, dân chúng họ không hiểu cái nhiệm vụ ông đại sứ. Ông đại sứ đặc nhiệm toàn quyền Nguyễn Thanh Sơn, ông ở bên Nga. Nga là một cái cường quốc lớn, mà đại diện cho nhà nước Việt Nam ở bên Nga không phải là một người nhỏ. Ít nhất là nhà nước đặt rất nhiều uy tín vào ông Nguyễn Thanh Sơn. Thành ra ông mới được ở lại ở bên đó cái một cái hai nhiệm kỳ, tức là 6 năm. Thì bây giờ ông Nguyễn Thanh Sơn ông hết, nhưng mà mình thấy rằng một cái chức vụ đại sứ rất là quan trọng. Thì ông Phạm Quang Vinh chắc chắn rằng trước khi về là đã mang một cái chỉ. Tại sao ông đi thăm ông bộ trưởng thương mại hay là bộ trưởng khác mà lại đi thăm một ông bộ trưởng quốc phòng? Thấy rõ ràng là đến tới chào tạm biệt và đi thăm mà đã được đón tiếp gọi là quan trọng và long trọng nhất từ xưa nay của Bộ Quốc phòng đối với một chính khách của nước ngoài. Vâng. Đấy, đó, đó là cái điều gì? Bộ Quốc phòng tức là cái Ngũ Giác Đại. Vâng, cái Bộ Quốc phòng là Ngũ Giác Đại. Vâng, thành ra đó mà có thể là thăm những các cái đơn vị người Việt Nam đã được gửi qua bên đó để huấn luyện. Phải không ạ? Vâng, chắc chắn rồi. Họ huấn luyện nhiều cái loại binh chủng rồi, đặc biệt. Vâng. Thì Mỹ hoàn toàn tất cả cái chương trình huấn luyện mà gọi là phi công Việt Nam hoặc là thủy Việt Nam hoặc là Coast Guard, tức là cái cảnh sát biển đó, tất cả đó đều do ngân quỹ của Bộ Quốc phòng tài trợ hết. Nhưng mà không ai cấm trong cái buổi nói chuyện với nhau thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Mattis chỉ với lại ông Đại sứ Phạm Quang Vinh. Đây này, cái F-35 này, quý vị cần mấy cái? Mà bây giờ F-35 đang là một cái con hổ cái trên trời ở vùng Trung Đông bây giờ. Tại vì anh Do Thái bây giờ đang, mỗi một ngày anh đều chạy bay F-35.
mà quân đội Syria không phát hiện ra được, bởi vì F-35 là một loại máy bay cũng là tàng hình. Tàng hình. Đấy. Thành ra bây giờ có thể ông Mattis ông bảo rằng á, quý vị không có tiền à, quý vị trả góp, quý vị không có tiền à, nước Mỹ chúng tôi là chuyên viên trả góp này nhé, những dân tị nạn này nếu không có trả góp thì làm sao mà có xe ô tô đi được ở Việt Nam, thì mua xe phải trả tiền mặt, nhưng bây giờ thì bắt đầu cho trả góp rồi. Nhưng mà bên Mỹ là toàn là trả góp hết, thành ra anh nào cũng giàu hết, không anh nào nghèo hết. Anh lãnh tiền già, ok, từ tháng 800 anh bớt ra 200 anh cũng được đi một cái xe ngon lành. Thành ra bởi vậy thành ra cái anh Mỹ có thể rằng anh bảo rằng Trung Quốc bây giờ nó đang hâm dọa. Okay. Tôi cho quý vị thử trước 5 chiếc. Đấy, quý vị mang về 5 chiếc chơi. Đấy. Chừng nào thích mua thì tính xấu. Không ai biết được những cái chuyện gì mà những nhà chính trị họ tính toán. Nhưng mà khi mà tôi đặt cái câu hỏi, tại sao ông Phạm Quang Vinh, đại sứ Phạm Quang Vinh lại được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng? Tức là cái ngũ đất đài nó cũng phải nằm trong cái Bộ Quốc phòng. Mà lại mời tới để thăm viếng những cái cơ sở mà từ giờ nay chưa có một chính sách nào, chính khách ngoại quốc nào được Bộ Quốc phòng Mỹ trân trọng như vậy, như là ông đại sứ Phạm Quang Vinh. Đấy. Một cái điều đó nó cũng là một cái thông điệp cho Trung Quốc. Đấy. Là tôi đã, anh Phạm Quang Vinh ông sẽ về và ông mang cái thông điệp của Bộ Quốc phòng Mỹ gửi cho bên nhà nước Việt Nam. Chắc chắn như vậy. Đấy. Và thành ra cứ mỗi lần mà những các cái nhân vật của Việt Nam đi qua bên Mỹ hay là đi qua bên gì, bao giờ họ cũng đi qua bên Trung Quốc. Họ qua bên Trung Quốc. Và cái mà cái nội dung ở bên trong thì nhiều người nói là xin phép, nó gọi là xin phép một cách khéo léo là các ông đừng đụng tới chủ quyền của chúng tôi. Đúng rồi. Nếu không thì các ông đẩy tôi về phía Mỹ đó. Đúng rồi. Và đừng trách tôi phản bội các ông. Đúng.